Sơn Trôn Pháo Hoa, kênh Pháo Hoa số 1 Việt Nam. Hello anh em nhé, chào tất cả viên tất của mình là Sơn Trôn Pháo Hoa. Chúc anh em buổi tối vui vẻ, thì tức có nước này thì mình lại đi đốt pháo cho anh em xem thôi. Thì cái video lần trước ấy thì mình đốt 16 quả ấy, thì mình cũng đã bảo anh em ấy là mình sẽ mua 1-2 dàn 20 quả thì để đốt sẽ nó đẹp hay xấu. Thì nói chung là mình thấy thì mỗi năm nó có một loại pháo khác nhau anh em ạ. Nói chung là mình cảm thấy nó cũng là 16-20 dàn, 20 quả hoặc là 30 quả, 32 quả. Nhưng mình cảm thấy cái vỏ bọc bên ngoài nó rất là khác nhau luôn. Đấy thì cái đợt clip lần trước mình đã đốt 16 quả rồi. Thì đợt này mình sẽ đốt 20 quả để xem là cái loại nào nó đẹp ấy. Thì mình sẽ đặt luôn cái ông chủ quán ấy là mình mua một thùng. Đấy, chuẩn bị cho Tết năm nay đốt gọi là rực rỡ luôn. Đấy thì năm nay mình cứ ở đây thì mình cứ mỗi năm mình cứ làm một thùng rồi đốt cho anh em xem thôi. Đây thì hôm nay mình có chuẩn bị là 3 dàn 20 quả anh em ạ. Đấy, không biết là 20 quả này thì nó so với cả 16 quả lần trước thì nó đẹp hay nó xấu. Thì như lần trước thì mình thấy khá nhiều anh em mà comment là nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy thì không muốn liệu là cái dàn 20 quả nó như nào. Nhưng mà mình rất là thích cái dàn 20 là hơn, bởi vì sao? Thì nguyên một dàn nó đã hơn 4 quả anh em ạ. Đấy, như ví dụ mình đốt 3 dàn này đấy. Đấy thì mỗi dàn 4 quả liền 43 nó 12 quả rồi. Đấy nó hơn 12 quả liền thì cái thời gian là nó sẽ nhiều hơn. Nhưng cái đấy thì nó cũng gọi là 50-50 vì nhiều lúc mỗi loại dàn pháo nó khác nhau ấy, thì có dàn nó 20 bay chậm, có dàn bay nhanh. Đây thì giờ không nói nhiều nữa, giờ mình sẽ lấy lẻ vào đốt luôn anh em xem nhé. Đây thì trước màn hình của anh em đây thì mình đã chuẩn bị 3 dàn đây. Đấy. Nhìn nói chung là màu mè thì rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn pháo này bay lên này. Đấy. Nó làm cái gọi là ảnh lèn trông nhìn rất là ngầu lòi luôn. Còn đây 20 quả thì nó có ghi đây luôn. Đấy 20 quả đây. Thì nói chung là mỗi năm thì mình giá nó cũng lên anh ạ. Mình cũng chia sẻ thật luôn. Đấy, cái dàn này thì mình mua với giá tiền Việt thì nó vào khoảng là 82.000 đấy ạ, 82 đến 83.000 một dàn này. Đấy, ba dàn này thì gọi là cứ 3824 thì nó chung chung là tầm mất 250k Việt Nam. Đấy. Bên đây nó rất rẻ luôn, như năm trước thì mình mua chỉ có 70k thôi. Năm nay nó lên được một ít rồi. Đấy, thì gọi là mỗi năm nó cũng lên một tí mà, kiểu như anh em mình đi làm ở bên đây thì nói chung là mỗi năm thì tiền lương nó cũng lên được một chút đấy. Đấy thì pháo phiếc hay những cái đồ đạc hàng hóa người ta cũng lên một chút đi. Đấy thì bây giờ mình sẽ test luôn, gọi là bắn 3 dàn liên tục luôn. Chứ bắn một dàn giờ nó xưa rồi. Bắn một dàn nhìn nó không đã mắt mà tai nghe nó cũng không đã. Bắn mày bắn 3 dàn. Đấy, bên đây tạo dại giờ mình cũng thời gian nó cũng kiểu như là hơi hẹp anh em ạ. Kiểu đặng cũng đi làm suốt ấy. Đấy mày cả dạo này bên đây trời nó cũng gọi là đang chuyển mùa rồi ấy, nó cứ lạnh lạnh ấy anh em ạ. Tối lạnh lắm, cả ban ngày đi ấy. Lạnh. Hôm nọ mình chủ nhật mình đi cũng lạnh lạnh. Chúng mình để đây nhá. Bây giờ mình sẽ châm luôn nhá. 1 2 3 mình châm vất cả ba luôn. Đấy thì mình hôm nay mình cũng có nhờ ông anh mình, ông anh lưng đẹp trai để đi đốt cảnh hai cho mình. Đấy thì nữa mình sẽ bỏ anh đấy quay giúp mình. Giờ mình sẽ đốt. Để gọn gọn chỗ này tí nhá. Đốt cho nó dễ này. Ý, ba dàn. Đã quay lên kia. Thank you.
Ồ, được anh em ạ. Bắn mình cảm thấy nó cũng lâu ấy. Ui, mình ngồi dưới mà nó cứ y tại kiểu lỗ to quá ấy. Xong kiểu như là lúc nó lỗ xong cái kiểu như là cái thuốc lỗ ấy, nó rơi cái lạt xả xuống rơi đầy đầu anh em ạ. Bắn hết đầu rồi. Bắn hết đầu luôn, nó rơi đầy đầu mình luôn. Đấy. Đấy, sau khi anh em xem xong thì anh em để lại một lượt comment dưới xem nó như nào nhá. Thì anh em cho mình cái lời khuyên là Tết năm nay thì chúng ta lên mua một thùng cái này hay là mua thùng 16 quả hơn. Đấy, nhưng mà theo mình thiên về mình ấy thì mình quan điểm mình sẽ cái loại này. Đấy, một thùng thì nó có 24 dàn. Đấy, một dàn thì nó có 20 quả thì nhân 2 lên. Ồ, một thùng là tổng có 480 quả này anh ạ. 480 quả. 480 quả thì khả năng mình đốt Tết dương lịch mình đốt một chút. Đấy, xong để dành cho Tết âm lịch đốt. Ui giời ơi. Mang ở chỗ này cho anh em xem cảnh view đẹp luôn. Đấy, như năm ngoái thì mình đốt ở chỗ trần nhà ấy thì cũng có thể trần nhà thì nhìn được view xung quanh hơn ấy, nhưng mà mình kiểu như là nó mình lần đấy mình đốt thì năm ngoái thì đốt đứng ở dưới kiểu như trên trần quay dưới nó cũng hơi thấp anh em, hơi gần ấy. Mình đang tính năm nay mình mang ở đây đốt đấy thì cho ông anh mình quay cảnh hai thì anh em sẽ xem được cái cảnh hai nó kiểu như cực ngầu loài luôn ấy. Đấy, anh em thấy thế hợp lý không? Đấy, đây là xác của ba dàn vào đây. Đấy thì clip của mình chắc là sẽ xin ra đây nhá. Thì em đừng quên gọi là like đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực sản xuất những video hay hơn nhá. Một nữa cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Bye bye anh em.